Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình chơi tựa game đó là Rock gì, Rock Flute gì đó đây bạn. Phải không ta? Đúng rồi. Thì thì mục đích ngày hôm nay thì mình cho anh em xem là sự cày cuốc của mình sau một đêm, đúng không? Anh em bảo mình cứ cấp 17 hoài. Mình thì mình đã cày sau một đêm thì mình cày được 144 này, tiền này. Trái quỷ này thì do một người bạn mình vừa quen tặng nó, chứ nó vừa quen thì cũng không phải, tại cũng chơi chung nhau nhiều rồi, nhưng mà bây giờ thì mới có cơ hội nói chuyện này kia anh em à. Với lại mình cũng mua được cái này gọi là cái gì quên mất tiêu rồi anh em à. Rồi để tí nữa anh em cho anh em xem cái chiêu của thằng Sanji nữa. Với lại clip này thì mình sẽ review, nói chung là review trái của thằng trái hiê anh em à. Trái này mình thấy nó hay hơn Kid Beat đấy, hay nó kiểu mỗi game thì nó có mỗi cái hay khác nhau nên mà, nhưng mà mình nghĩ cái trái bên game này thì nó lại hay hơn game Kid Beat, tại vì nó có thể đi được trên biển nè, mà cái gì mà đi được trên biển là mình thích rồi, mình nhảy thuyền 20 mét nên kiểu cái trái này mình kiểu mình cần thiết hơn anh em ạ. Với lại thì chủ yếu thì clip này mình khoe đây cài 140 này, đồ này, chiêu này, trái quỷ này, haki này đấy, để hồi em bảo mình cứ gà hoài. Sao mình không gồng haki lên được ta, bị lắc hay gì rồi anh em ơi? Lắc rồi anh em ạ. Lắc rồi đó, đây đây đây, được rồi. Để mình gồng haki lên lại cho em xem nhé. Đấy, mình có haki chân nè. Nè, đầu tiên thì mình sẽ khoe cho anh em mình học được cái kỹ năng kiểu kỹ năng của Sanji này em ạ. Anh em coi nha. Đấy. Với lại mình có cái này chắc nhiều em biết rồi, nhưng mà mình thì mới biết ngày hôm qua thì tấn tài game bên có chỉ với anh em ạ. À. Thấy nó cũng khá hay á, nhiều anh em xem nhức nhức mắt, có cái này thì nó cũng đỡ. Mình xếp thì nó cứ câu chuột con trỏ nó cứ về giữa này em mà rất là dễ điều khiển luôn. Mình chưa nâng cái điểm điểm điểm, điểm với tay anh em mà điểm đánh tay nên nó khá yếu. Nói chung cái chiêu thì rất là xịn, mình còn chiêu V mình chưa học được anh em mà mình mới 81 điểm kỹ năng à. Chắc quỷ thì có cái cây kiếm rất là xịn luôn. Bên bên game kia thì nói chung mình không có chơi, nhưng mà mình thấy đánh giá game này nó cài cú hơn game kia nhiều, nhưng mà trái quỷ thì mình thích nhất mỗi cái trái này là nó có cây kiếm và đi được trên biển anh em ạ. Đây mình thích nhất là cây kiếm này, chiêu nó thì chắc cũng nhiều người biết rồi, mình test lại cho em xem thôi. Để mình lại mình nhận cái nhiệm vụ cái đã, lại mình nhận cái nhiệm vụ nha. Anh em chỉnh trong cái phần này chắc nhiều người biết rồi, chỉnh vào phần cài đặt của nó nè. Đấy, rồi bấm shift lock quit nè, thì mỗi lần anh em shift nó sẽ con trỏ nó sẽ về giữa, chắc nhiều người biết. Có mình thì mình mới biết luôn ấy, mình mới được tán tài chỉ. Còn dù mà đi lượm trái quỷ mà có tán tài thì anh em auto auto bơm rồi anh em ạ. À. Trái này thì một bạn khác tặng cho mình. Mình chơi thì toàn là được người ta tặng trái quỷ không anh em ạ. À. Chứ chả có mà đi nhặt. Với lại sáng giờ mình định treo 8 tiếng rồi đây, mình định treo 8 tiếng lận, mình lấy cái kiếm anh em ạ. À. Mình treo mình đi ăn sáng thì giờ nó lại bị văng ra, mình không biết tại sao nó thiệt. Giờ mình lại treo lại từ đầu nữa. Hồi nãy mình treo là lúc 7 giờ mấy, chắc khoảng khoảng chiều nay mới có anh em ạ. À. Này giờ thì mình chỉ toàn xài kiếm thôi, mình xài chiêu cho em xem nhá. Xài chiêu Z cho em xem nhá, nó bắn ra những kiểu như là mấy cái tia băng á anh em ạ. À. Mình luyện thì nói chung trái quỷ nó cũng dạng như là xài được rồi, ổn rồi anh em ạ. À. Cái chiêu ít của nó thì có đã đẩy con này văng được xuống biển luôn nè, đấy văng nó xuống dưới đây luôn. Ở đâu rồi? Ở nó lại xét ngược lại về đây. User này thì nó có phần giống bên kia,
nó thả ra một con chim. Mình thích với cái kiếm thôi anh em ạ, à. Thích với cái kiếm chứ có khả năng là đi trên biển, cái đó là tiện chứ anh em ạ, à. Mình thì hay nhảy, kiểu hay nhảy mít, có cái đó rất là xịn luôn. UV của nó thì như có hiệu ứng đóng băng nè, lại mình đóng băng nó lại mình chém nó rất là xịn. Mình đây mình có cái này cho anh em xem nữa, ngày qua mình vừa đánh boss, mình nhận được đây, tiếp vô có bạn nhập vô đây đấy, anh em thấy áo gì không, áo râu trắng đấy anh em ạ, à. Đừng đùa nhá, mặc cái này vào thì nó tăng cái điểm kiểu như gọi là điểm năng lượng cho anh em bay, nó không bị hết nhanh hết star, mình gọi đó là ta, mình chơi ARK mình gọi đó stamina anh em ạ, à. Không biết mình ngày hôm qua thì mình làm nhiệm vụ mình đánh con boss ở trên á, thì có bạn Levi đi gì đấy, nói chung mình chưa hỏi tên được bạn đó, mình chỉ biết tên nhân vật bạn đó thôi, có bạn đó đánh phụ mình con boss, còn có một mình để coi mình có đánh nó nổi không nhé anh em. Ngày qua bạn đó đánh còn miếng máu lại mình đánh đó nè, đấy mình học được chiêu này rồi đấy, mua đấy anh em à, chứ phải học nữa, với lại mình có một cái dịch chuyển nữa nè anh em đó, nói chung là mình cũng gần đủ cái mấy cái gọi cơ bản để là sinh tồn trong game này hoặc là farm trong game này cho nhanh rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đánh con boss này nha, mình chắc mình kiểu đánh như kiểu như liên minh hit and run đó đi anh em ạ, à. Mình vừa đánh mình vừa chạy chứ nó giả mình là chết đấy, đấy có hiệu ứng đứng im luôn này, nó đánh một cái gần chết này, đùa với nó. Từ nha, mình phải vừa đánh vừa chạy thôi chứ không thể nào mà mình đứng lại mình solo với nó được anh em ạ, à. Giả mình cháy nửa cây máu, mình có 520 máu thôi à, mình còn khá yếu anh em ạ, à. Đấy. Mình không thể nào mà mình cầm kiếm mình nhào lại mình chém nó được, chết rồi, mình đẩy nó văng xuống dưới đây rồi, nó đâu rồi, ủa nó đâu rồi, nó đâu rồi nhỉ? Ủa tại sao nó không quay về vị trí cũ ta, cái con boss này mình nghĩ chắc nó sẽ bam lại trên để mình bay lên trên đi nè mày. Còn đi lượm trái quỷ thì anh em đã biết là lời nguyền của tấn tài game mình với Shelly Gamer rồi đấy, chỉ ra bơm thôi. Cái haki này bảo là luyện trong vòng bao lâu nó sẽ lên được cái haki tai mà mình luyện ngày qua giờ cũng bèo bèo chắc cũng khoảng 4-5 tiếng rồi em, mà mình nó chưa lên haki nữa, buồn thật sự luôn, không biết chừng nào nó mới lên được nữa. Cái con boss nó lại biến mất rồi đấy, cái kiếm anh em thấy chém rất là mạnh luôn, tắt haki nó đi này, đấy tắt haki nó đi này, đó nó là một cái kiếm băng anh em thấy không, rồi gồng hai kia lên đó, cái được cái hai kia chân à. Đây cái điểm thích nhất của mình là cái trái quỷ này là ở đây nè anh em ạ, không sợ bị chết nước nha, nói chung là cứ trời nó đầy ống ta là anh em chạy chạy từ đây qua kia luôn đấy, không bao giờ sợ chết anh em ạ. Mình là mình thích cái trái quỷ này tại chỗ này nè, chứ mình kiểu mình nhảy lên thuyền hay bị mất thuyền lắm, mình nhảy lung tung là thế nào cũng té thì chết rồi anh em ạ. Clip này cũng không được gọi là review nữa, clip này gọi là khoe anh em ạ, khoe là mình mạnh rồi, mình 144 rồi anh em ạ, mình mạnh rồi anh em ạ. Mình không còn đi quất khỉ nữa đâu anh em ạ. Để mình chờ con boss nó hồi sinh, chờ con boss hồi sinh lên mình đánh con boss đó xong mình nghĩ mình kết thúc video rồi anh em, khoe anh em vậy là đủ rồi đó anh em, kêu mình chơi gì cấp 17 trái quỷ có người đi nhặt giùm, chơi miết không rồ, ủa con boss nó đâu rồi, what the hell, mình đẩy nó cái nó văng đi xuống biển luôn à, nó không chết à, nãy mình đẩy nó về hướng này này, đây 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 đây, sao nó có thể rớt được dưới đây ta, nó không đi lên, ôi nó đầy máu rồi anh em ạ, bà nội nó, vơi nó
ít đó, ít đó, ít đó, ít đó. Ui nó đánh mình mất chiêu này. Đấy, mình đi ra biển luôn. Ý, nó bị lọt xuống nước rồi. Nó bị lọt xuống nước rồi, lẽ nó quay lại vị trí cũ. Game này đùa thiệt chứ. Easy vừa thôi, easy vậy sao chơi. Nhưng cho kia nó lại đầy máu rồi nữa, lại khổ. Mình mới tăng được mấy 300 mấy điểm trái đất ác quỷ hết anh em, mà chưa nâng được điểm kiếm, điểm máu hay nâng được một tí. Chưa nâng được kiếm với điểm của đánh tay anh em ạ. Ủa, nó lọt dưới nước nó không chết nhưng mà nó cũng không hiện về đây luôn. What? Giờ làm sao? Thôi mình bỏ cái nhiệm vụ này đi. Thật. Mình thì mình đánh được bên cái đảo hải quân rồi anh em ạ, nhưng mà bên đó nó còn hơi mạnh. Mình farm bên đây cho nó dễ. Để mình bay lên trên lại. Hôm bữa thì bên xe bên đây mình ăn được trái quỷ của A, mà bị thằng tướng nó cho mình mắc trái quỷ của A rồi anh em ạ. Nó đặt nó nhặt được trái của thằng Bartolomeo mà nó kêu trái chấn động nó đưa mình ăn, là mình không farm được. Hên là hồi tối có người đi nhặt giùm. Ai thì tí nữa anh em xem hình sẽ biết nhá. Thì giờ ní tí nữa chắc mình sẽ treo trong đây nha. Nhầm, treo trong đây để tới chiều luôn. Tới chiều được 8 tiếng. Mình sẽ hỏi tướng làm sao để lấy được cái cây kiếm của Yoro nha anh em. Treo là làm sao để hình như ra kiếm là hên xui hay sao nữa. Để mình đánh một lần skill nữa cho anh em xem nha. Khá lắc đấy anh em ạ. Nó thì đây. Mình bật Haki lên. Ôi lắc rồi. Mình nhớ game này nó đâu có lắc như thế này đâu. Đấy. Đây kiếm chém này anh em. Kiếm chém cũng khá mạnh. Mình nâng điểm ác quỷ cũng 300 mấy rồi nên cũng rất easy. Nó chết thì nó bắn ra những tia băng. Ít thì nó đánh cái đó, đánh một tảng băng làm thể là dăng nó đi chỗ khác, dăng xa ra mình ra. C là mình thả con chim băng này mà đóng băng nó lại luôn. Còn V thì làm đóng băng một khu vực rộng luôn. Và nó cũng bị dính hiệu ứng đóng băng luôn, thì mình nhào vào mình chém nó thôi. Nếu như mà anh em đủ máu hay là các kiểu thì anh em có thể nhào vào chém nó được. Nhưng không đủ máu thì như con boss đây, nó mất hiệu ứng rất là nhanh. Đây, mình nói lại thì trái quỷ thì nói chung này farm rất ổn anh em ạ. Và điểm thích nhất của mình ở đây là có hai cái. Đó là cái kiếm, mình rất thích cái kiếm. Và cái chiêu mà đi trên nước, để nói anh em rồi đấy. Chiêu này cũng rất là hay luôn á. Anh em không có sợ mà cái vụ như mà kiểu đi trên biển mà bị chết. Mà anh em chắc anh em không sợ, có mình là mình hay nhảy mất thiền, mình rớt xuống biển mình lại chết. Đó, thì clip này chỉ có thế thôi. Khoe đồ, khoe trái quỷ, khoe cấp đồ kỳ kia thôi. Thì cũng cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian ra xem clip của mình nha. Bye bye anh em, hẹn anh em ở những clip sau. Bye bye.